Xin chào anh em, xin. Coi anh video đơn giản lại một lỗi liên tục này nhỉ. Xin chào anh em, mình thấy rằng là rất là nhiều anh em sử dụng máy coi nó thường xuyên mới gây gãy gà. Vậy cái nguyên nhân này nó đến từ đâu? Thực ra cái này nó rất là đơn giản thôi anh em, nó đến từ cái thói quen mà anh em cài chun ấy. Bình thường mình cài chun mình chỉ cần cài một vòng như thế này thôi, nó nhẹ nhàng như thế này thôi. Nó làm sao nó vừa đủ để giữ được kim, như vậy thì máy sẽ hoạt động rất là trơn tru và nó lại hạn chế cái vấn đề là gãy lưỡi gà đi rất là nhiều. Còn những anh em mà thường xuyên bị gãy lưỡi gà ấy, thì thường thường là có thói quen là cài chun như thế này này, rồi chúng ta lại còn cuốn thêm vài vòng ở đây nữa, cuốn đến mức mà cái kim này này nó chặt quá, nó cong cả cái kim vào bên trong này, nó sẽ khiến cho cái máy của anh em hoạt động nó nặng lề đi rất là nhiều và cái việc gãy lưỡi gà nó sẽ xảy ra thường xuyên cho anh em luôn. Đó nên là anh em chỉ cần là cài nó vừa đủ thôi, nó vừa đủ để giữ được cái kim thôi. Và cái chun mình đang dùng để cài cái máy xăm này nó là một cái loại chun khá là phổ biến, anh em có thể mua ngoài tạp hóa có mấy chục nghìn thôi, về thì có mà ném nhóc không hết được. Đó, nó chỉ là một loại chun đơn giản thôi. Và anh em mình nghĩ rằng cái chun này cũng không cần phải nó phải quá là cầu kỳ quá cả, không quá cầu kỳ để phải mua những cái chun nó chuyên dụng để máy xăm cả, cũng không cần như thế. Nếu mà anh em không có điều kiện hoặc là mình không có chỗ để mua thì mình cứ mua những cái chun như thế này. Đó, mình từ trước giờ mình vẫn dùng cái chun này mà. Dùng rất là ok, không có vấn đề gì xảy ra cả và nó đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của mình. Đó anh em nhé, cứ cài chun làm sao cho nó lọc như này, nó vừa đủ để giữ được cái kim thôi. Nó sẽ khiến cho cái máy của anh em chạy nó ok hơn rất là nhiều và nó lại hạn chế cái việc mà gây gãy gà của anh em đi rất là nhiều. Thì ở đây hôm nay mình đang có thêm một con máy này nữa. Con máy này thì mình chưa có công bố bán cho anh em, thì anh em có thể thấy đây, cái thiết kế của nó nhìn có quen không? Rất giống với con Titan T1, tuy nhiên ở đây nó không phải là Titan T1 anh em nhé. Nó là một phiên bản copy của con Titan T2. Tất nhiên là mình có thể nhập T2 về bán thẳng cho anh em được luôn, nhưng mà cái mức giá của nó là của nhà sản xuất đưa ra là thực sự rất là cao, nên mình nghĩ rằng là rất khó để anh em có thể tiếp cận được. Nên là mình đã phải làm con máy này với mức giá nó tương đương như con Titan T1 để phổ biến cho anh em. Và đây là phiên bản đi bóng anh em nhé. Con Titan T1 đi nét nó đã rất là tốt rồi, nên là con này đi bóng nó không thua kém gì con T1 cả. Đây một phiên bản copy, tuy nhiên là mình cũng chưa biết là nên đặt tên cho nó là cái gì được cả. Tôi cứ để đây, hôm nào công bố bán thì mình sẽ nghĩ cho nó một cái tên sau. Đó. Thì có con Titan T1 ấy, thì lần trước mình bán với giá là 2 triệu 9, nó thấp hơn 1 triệu so với giá nhà sản xuất bán ở miền Trung. Thì tới đây là chắc mình sẽ phải tăng giá. Mình tăng giá đây không phải là để thêm chút tiền của anh em, mà mình tăng giá đây là yêu cầu của nhà sản xuất. Họ không thể nào để cho mình bán giá thấp như vậy được, tuy nhiên cái vấn đề điều chỉnh giá mình sẽ điều chỉnh làm sao nó hợp lý nhất cho anh em, hợp lý nhất cho anh em luôn. Rồi ok anh em, đợi mình test chuẩn chỉnh con máy này rồi mình sẽ công bố công bán lại cho anh em. Còn có rất nhiều anh em hỏi mình rằng là muốn liên lạc với mình như thế nào, thì anh em có thể đây đến đây và tìm cái dòng tư đấy và cái link của mình là như vậy, kết bạn với mình và nhắn tin cho mình vào đấy, mình sẽ trả lời tất cả anh em. Rồi ok anh em nhé, xin chào và hẹn gặp lại anh em.